Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Văn lại tiếp tục đi quay và gửi đến cho tất cả mọi người xem một mảnh vườn cà phê sen hồ tiêu. Đó, một mảnh vườn phải nói là cực đẹp nhé mọi người nhé. Nó nằm ở tại xã Đắk Rung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Đó, cà phê đang kinh doanh thì rất là mạnh luôn. 1,6 hectare full cà phê, chen được vài trăm hồ tiêu. Cà phê thì đang cho thu rất là mạnh nha mọi người nhé. Điểm mạnh của mảnh vườn mình nhá là kín gió tuyệt đối nhá, kín gió tuyệt đối luôn, không bị ảnh hưởng gió nha mọi người nhé. Đó, ở đây thì đất đỏ ba gian, tơi xốp, không có sỏi đá nha mọi người nhé. Năm nay thì cà phê đang cho ra hoa rất là nhiều, báo hiệu cho một mùa bội thu luôn. Đó, hoa ra rất là nhiều nha mọi người nhé. Cà phê thì bao đẹp cho mọi người luôn. Lô đất này thì nó nằm ngay khu dân cư nhé mọi người nhé. Cách khu dân cư nó chỉ mất khoảng 100 mét thôi. Đó. Mình có thể kéo điện 3 pha được luôn nhé. Ngay khu dân cư thì quý anh chị mới an tâm rồi. Đó. Còn là cách trung tâm trường chợ của xã Đắk Rung là hơn 2 km một tí nhé. Đó. Trung tâm trường chợ cấp 1, cấp 2. Rồi nhà thờ, chùa các kiểu là có đầy đủ hết ở ngay trung tâm hết rồi nha mọi người nhé. Một mảnh vườn nói là cực đẹp luôn. Thế đất thì kín gió tuyệt đối, không bị gió mọi người nhé. Ở đây thì cà phê đang kinh doanh, cà phê nói chung là cà phê đang cho thu rất là mạnh luôn đấy. Năm nay ra hoa, mọi người thấy cái dàn hoa này là đủ biết rồi, trái rất là sai nhé. Một mảnh vườn nằm ngay khu dân cư, có ao hồ đầy đủ, có thể kéo điện 3 pha được luôn nhé mọi người nhé. Đó, cà phê thì bao VIP luôn, kín gió tuyệt đối nên cà phê của mình thì nó sẽ đạt hơn. 1,6 hectare này là full kín cây trồng. Hồ tiêu thì gia chủ ở sen được khoảng vài trăm, nhưng mà hồ tiêu coi như là đã kém rồi nha mọi người nhé. Vừa rồi trái rất là sai và không được chăm mạnh hồ tiêu nên nó đã suy, nên tới đây là mình phục hồi lại thì năm nữa mình sẽ ăn. Năm nay thì coi như hồ tiêu mình hơi kém nhé mọi người nhé. Cà phê thì bao VIP luôn, đi lại thì thuận tiện. Với mảnh vườn 1,6 này phun kín cây trồng, nằm ngay khu dân cư gần trung tâm, khuất gió tuyệt đối nhé. Gia chủ đang bán là 1 tỷ 700 triệu mọi người nhé, cho 1,6 hectare phun kín cây trồng nằm đằng sau khu dân cư luôn, nói chung là ngay khu dân cư. Đó, hồ tiêu thì gia chủ trồng được khoảng vài trăm hồ tiêu thì cũng bình thường nhé mọi người nhé, không mà thuộc loại VIP đâu. Nhưng mà cà phê thì bao đẹp luôn, kín gió là tuyệt đối nha mọi người nhé. Đó, cái đất thì nó cứ thoải thoải thôi. Ở đây thì nước tưới là bao la, có hồ riêng nhé mọi người nhé. Đấy, đất thì đất đỏ ba gian, tơi xốp, không có sỏi đá nhé. Phần ao tưới của mình là dưới này nhé. Đó, đất của mình là bám sang bên đồi bên kia luôn. Bao quanh là cà phê phun kín nhé. Ở đây thì nước thì rất là dồi dào. Mùa khô là nước, nguồn nước là rất là quan trọng nhé mọi người nhé. Đó, mọi người vào xem. Thấy cái nguồn nước như này là đủ mê rồi. Đó, nước là bao la nhé mọi người nhé, ao riêng của mình luôn. Đây, cô bác anh chị mình đang xem, mà nếu mà thấy cái mảnh vườn này nó phù hợp với tài chính của mình thì liên hệ em qua số điện thoại em ghi bên góc phải màn hình nhé. Em nhắc lại thông tin lô đất cho mọi người nhớ nhé. Lô đất này thì nó có vị trí là tại xã Đắk Rung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, cách trung tâm trường chợ là bán kính là hơn 2 km. Đó, còn cách khu dân cư đường nhựa là chỉ khoảng 100 mét thôi, mình có thể kéo điện được nhá, kéo điện 3 pha được nhá mọi người nhá. Đó, cả là bao VIP luôn, chạy tuốt xuống dưới kia luôn nhá mọi người nhá. Rồi, tại đây thì em cũng xin dừng video tại đây. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối an lành vui vẻ nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong